vùng núi bên ngoài đạo tông, Bách Linh Cốc. Sư tôn, quả nhiên là người ở đây. Sao ngươi lại tìm được nơi này? Mấy năm trước, lúc sư tôn dẫn ta ra ngoài rèn luyện, đã tránh mưa ở chỗ này. Ta suy nghĩ chút, hẳn là người đang ở đây. Sau một thời gian nữa là ngày độ kiếp rồi, thà ta tránh xa, để tránh lôi kiếp làm ngộ thương các ngươi. Ta chỉ muốn yên tĩnh tu luyện một mình mà thôi. Nhưng ta lo lắng cho người. Cho dù sư tôn có phi thăng thành tiên, hay là ở lại nhân gian, ta đều sẽ kiên trì bảo hộ. Đủ rồi, ta không cần ngươi quan tâm, ta chỉ cần ngươi rời khỏi đây mà thôi. Ngươi phải biết rằng, con đường của tu sĩ là cô độc, cho dù có thích một người đến thì một ngày nào đó cũng phải chia ly. Chỉ có tu đạo thành tiên, đạt tới cảnh giới trường sinh bất tử, mới là đích đến cuối cùng. Trường sinh bất tử thì sao? Trong mắt ta, được ở bên người mình thích mãi mãi mới là điều quan trọng nhất. Lôi kiếp sắp đến rồi sao? Xem ra ngày độ kiếp đến sớm hơn dự tính rồi. Ra khỏi đây ngay, tránh xa ta ra. Ta sẽ bảo vệ sư tôn, thà cống hiến thêm một phần công lực còn hơn không? Cùng nhau thi triển thuật hộ thân nào. Trương Dật, ngươi cần gì phải làm mấy trò này? Đạo tông, lôi kiếp đến nhanh như vậy sao? Không biết sư tôn và đại sư huynh ra sao rồi. Nhất định là bọn họ sẽ không sao đâu. Những gì chúng ta có thể làm vào lúc này là trấn thủ đạo tông, tránh lúc sư tôn không có ở đây, các môn phái đối địch nhân cơ hội tấn công chúng ta. Lạc Nhạn tỷ tỷ nói rất đúng. Chúng ta phải trông chừng đạo tông. Là thị nữ của Trương Dật công tử, ta cũng sẽ chúc các ngươi một tay. Trấn thủ đạo tông. Không ngờ lại độ kiếp sớm như vậy. Có cho hay để xem rồi. Lần này lôi kiếp bất ngờ ập đến, nhất định sẽ giết chết không ít cường giả. Không phải lúc trước cô chết là vì độ kiếp thất bại sao? Đúng vậy, lúc trước vất vả lắm mới đạt đến thực lực đỉnh phong, lại bị được thiên kiếp hại chết, biến thành cô hồn dã quỷ như hiện giờ. Nhưng tương lai của cậu với Trương Dật rất khả năng có thể độ kiếp thành tiên. Hừ, Trương Dật không có cơ hội. Chờ ta lấy lại sức mạnh, nhất định phải để cho hắn chết. Địa tông, cuối cùng ngày lôi kiếp giáng xuống cũng sắp đến rồi. Haiz, tuy rằng lão bà Nguyệt Giao kia rất đáng ghét, nhưng vẫn hy vọng cô ta có thể độ kiếp thành công. Dù sao khi Nguyệt Giao phi thăng rồi rời đi, Trương Dật sẽ là của ta. Đời này kiếp này, Thanh Liên ta nhất định phải có được trái tim của Trương Dật. Lôi kiếp sắp đến rồi. Lôi kiếp là thiên đạo chi lực, cho dù có trốn đến đâu cũng đều sẽ bị truy kích. Bây giờ chúng ta đứng yên tại chỗ phòng ngự là biện pháp tốt nhất. Cẩn thận, thiên lôi giáng xuống rồi. Đến lúc dùng đến lôi kích mộc, lấy được ở Nam Yêu Quốc rồi. Vật này thật sự có thể ngăn cản lôi kiếp đó. Lại đến rồi, lần này lôi kiếp càng thêm mãnh liệt hơn. Xem ra thiên đạo muốn trực tiếp loại bỏ ta. Không xong, lôi kích mộc vỡ rồi. Tránh ra, đây không phải là thứ mà ngươi có thể chịu đựng được. Chết rồi. Sư tôn, ngươi mau rời khỏi đây đi, cẩn thận lôi kiếp. Phàm nhân các ngươi, không thể chống lại lôi kiếp đâu. Đây là... Kiểm tra cho thấy túc chủ gặp phải cường địch, hóa thân tà ác của thiên đạo. KHONH biết có muốn thiêu đốt chí tôn thánh thể, làm chi phí, mở ra công năng hệ thống, thiên đạo bình chướng, có thể chống đỡ công kích, chỉ được phép sử dụng một lần, có bật hay không? Thiên đạo là chúa tể tối cao của thế giới, mà sao lại là tà ác? Chẳng lẽ thiên đạo của tu tiên giới đã tiến vào trạng thái hắc hóa rồi? Người nghịch thiên, đương nhiên phải chịu phạt. Vận mệnh sẽ bị thiên đạo đùa bỡn sao? Không. Vì bảo vệ sư tôn, vì tu đạo thành tiên, và những người mà ta quan tâm, cho dù có là thiên đạo, thì ta cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Thế nên... Thiêu đốt chí tôn thánh thể, mở ra thiên đạo bình chướng. Thiên đạo bình chướng đã mở ra. Thiên đạo chi lực giống như ta. Thế gian lại có lực lượng tương tự ta. Mau nhìn bên kia kìa, hình như có người cùng đang đối kháng với thiên đạo. Không, thể nào. Truyền thuyết kể rằng chỉ có cường giả thượng cổ mới có thể đối kháng với thiên đạo.
có lẽ thứ ở trên trời kia căn bản không phải là thiên đạo chân chính. Ta chỉ là hóa thân, không thể liều mạng với hắn được. Sau lưng tên phàm nhân này có lực lượng thần bí. Lần này ta tha cho ngươi một mạng. Có thể đối địch với hóa thân của ta, con kiến hôi nhà ngươi không tồi đâu. Ngươi lo mà tu luyện thêm đi, đợi đến lần độ kiếp tiếp theo, ta nhất định sẽ thôn phệ ngươi, biến ngươi thành đồ của riêng ta. Khốn kiếp, ngươi không xứng làm thiên đạo. Một ngày nào đó, ta thể sẽ đánh bại bản thể của ngươi. Ha ha ha. Chức năng rào chắn tạm thời của hệ thống tốt thật, nhưng cái giá phải trả quá cao, lực lượng của chí tôn thánh thể cũng đã bị thiêu đốt hết rồi. Cũng may là khí tức sinh mệnh của sư tôn không bị tiêu tán. Lúc trước hồ tộc tặng ta kim lân đan, cộng thêm đại đạo quả, do hệ thống ban thưởng, hẳn là có thể cứu được sư tôn. Sư tôn, cố gắng lên. Ha. Trương Dật, sư tôn, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi. Ngươi, dường như lực lượng của chí tôn thánh thể trên người ngươi đã biến mất rồi. Sư tôn không sao là tốt rồi, ta chỉ thiêu đốt thánh thể, đuổi hóa thân của thiên đạo đi mà thôi. Ngu xuẩn, ngươi làm thế vì ta có đáng không? Ngươi không có thánh thể, sau này phải làm sao bây giờ? Thánh thể không còn, có thể cố gắng khôi phục. Nhưng nếu sư tôn không còn, ta sẽ sống không bằng chết. Ta có thể mất đi tất cả, duy chỉ không thể mất đi sư tôn. Ta thích sư tôn, là tiếng lòng không bao giờ dao động. Ta cũng rất tò mò, tiếng lòng của sư tôn đối với ta là gì? Thật ra, ta... Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ tụi mình bằng cách cày view hoặc donate để giúp tụi mình có thêm động lực ra chat nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.